Đây là 1.000 yên. Nhìn nó rất nhỏ như thế này, như một tờ như thế này trị giá tới 200.000 tiền Việt đó các bạn. Và mình đã chuẩn bị những mẫu giấy có ghi các vật dụng trong nhà, và Saka sẽ tìm cách chiến thắng số tiền này bằng những mẫu giấy này. Và để cho các bạn dễ hiểu thì ví dụ Saka sẽ chọn một trong những tờ giấy này. TV. Chica. Bruh. TV. Đó. Saka đoán đúng thì Saka sẽ để đây. Và nếu Saka để đúng chỗ là TV thì mình sẽ đưa cho Saka 1.000 yên thôi. Yeah. Okay. You have 5 minutes to place them. Okay, I mean it's already started. Oh, TV. TV, okay, TV. Okay, đặt đúng rồi nha. This one. Okay. Máy hút mùi nha, để đây đi. Okay. Máy hút mùi. Vacuum. Okay, máy hút mùi nha. Sofa. Sofa? Sofa đồ cổ. Game này dễ quá các bạn ơi. Lavabo. Lavabo. Oh, lavabo. 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 Chair, wow. One day, cối, chair, chair. Ghế nha, ok. Lavabo. What is lavabo? Lavabo là gì đây? Lavabo. Ok, lavabo, ok. Chúa đào, wow. What chair? What? What? Tủ đồ nha. Bếp ga. Bếp ga. Ok. Bếp ga, ok. Ồ, oh, tủ giày nha các bạn. Closet. Ok. Ok, máy tính. Ok, cái đó là máy tính nha. Máy. Ok, máy giặt nha. Máy giặt. Lavabo, laundry. Lavabo là cái gì đây? Ok, cái này là lavabo nha các bạn. Cối và vui là gì? Vui là gương nha các bạn, để chỗ gương nha các bạn. Cối là nồi cơm điện. Nồi cơm điện. Nồi cơm điện. Cái này là nồi cơm điện nha các bạn. Wow, rất là to nồi cơm điện. Ai nghe là cái này nha các bạn. Pillow là bông em đã. Sorry, pillow là đúng. Oh. Ok, cái này gương nha. Đồng hồ nha. Long. Dài. Dài. Ok. Only 10 seconds left. Hurry up, hurry up. Sink. I think you should study some Vietnamese. Why? Because in the future we're gonna use it. But where? Just go make up and I will show you later. Okay. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cách mà mình đã học tiếng Nhật như thế nào nha. Và mình thì đã có vốn tiếng Anh sẵn rồi nên mình học tiếng Nhật rất là dễ. Vì vậy nếu bạn nào mà đang muốn cách học tiếng Anh hay là chưa biết xuất phát từ đâu thì mình khuyên các bạn nên sử dụng app Duolingo nha. Bởi vì mình ở bên này cũng lâu, mình xài tiếng Nhật cũng nhiều nên mình cũng muốn kiểu muốn củng cố tiếng Anh của mình. Mình rất là lo cho tiếng Anh của mình. Bây giờ mình sẽ chọn một cái khóa học. Mình sẽ chọn học tiếng Anh đi. Đây, học tiếng Anh cho người Việt. Đó là chữ tiếng Anh. Đó, ok. Thì app này cũng rất là nổi tiếng rồi, trên thế giới hiện nay cũng có cả tới triệu người dùng rồi các bạn. Nhiều bạn hỏi mình là chưa biết xuất phát ở đâu hay là học tiếng Anh hồi xưa học không chú ý tập trung nên bây giờ bị mất gốc này nọ, thì các bạn có thể bắt đầu từ cái app này nha. Đó, từ nào là đàn ông, nó rất là dễ, các bạn có thể chọn là đàn ông chẳng hạn. Đó, man, nó sẽ nói là man, ok. Đó, ok, tiếp tục. Woman. Đó, hình nào phụ nữ các bạn chọn đó, rất là đơn giản, rất là dễ hiểu. Các bạn có thể học tới 35 ngôn ngữ nếu mà bạn biết tiếng Anh. Đó là một lợi thế, các bạn có thể dùng app này để học được tất cả những ngôn ngữ khác rất là đơn giản luôn. Mà ứng dụng này là hoàn toàn miễn phí nữa. Miễn phí trọn đời luôn các bạn, không bao giờ tốn tiền gì hết nha. I'm learning. We're doing, I'm filming right now. Xin chào, bây giờ có Saka ở đây, thôi mình cho Saka thử nha. Bây giờ cho Saka học tiếng Việt đi, học tiếng Việt bằng tiếng Anh nha. Nhưng mà ベトナム語勉強してね。英語からね。đó. Saka thì chắc cũng cũng tiếng Việt chắc cũng biết sơ sơ rồi nên thôi mình cho cái chỗ new to Vietnamese đi. Phụ nữ. Phụ nữ. So. New hoài trăng ngọc. Đó thấy không? Rất là đơn giản mà rất là dễ hiểu nha các bạn. New phụ nữ. Trăng là nuôi
Can I? À, so so. You are đàn ông quá. The man. So. À, rất là chuyên nghiệp các bạn, rất là chuyên nghiệp rồi. Tôi là phụ nữ. Phụ nữ. Phụ nữ. You knew chẳng ai nhé. You knew là you knew là sữa trong tiếng Nhật nha các bạn. Phụ nữ. So. Tôi là tôi. Tôi là tôi. So. Tôi nhé, nó tỏi nhé. Tỏi. Tỏi hơn như ông bố. Tỏi hơn là gì? Một cái đứng. Tỏi. Tỏi. Nhìn đi cơ là. So. Tỏi và tôi different nhé. Các bạn có thể thấy app này rất là hữu ích cho mấy người mà mới bắt đầu, hoặc là mấy người mà không biết bắt đầu từ đâu, hoặc là mấy người bị mất gốc đó các bạn. Khi mình sử dụng app này mình cảm giác như vừa học vừa chơi một game nào đó vậy, nên nó rất là dễ vô nha các bạn, học rất là dễ vô luôn. Mình mà biết app này trước khi mình qua Nhật chắc bây giờ tiếng Nhật mình vẫn phải N6, N7 rồi. So how you think about this app? It's good. Do you feel like studying or you feel like playing a game? Playing a game. Nếu mà các bạn chưa biết app này thì nhớ mình để link ở dưới phần mô tả, các bạn có thể tới để tải app này nha. Ok, bây giờ tới thời gian phát thưởng rồi các bạn. Trong đây là tổng cộng là tầm 10 triệu các bạn. Tất cả là tiền túi của mình nha các bạn. Tiền túi của mình hết á. Nếu mình có mình đưa cho Saka luôn. Nếu mà Saka thắng đồng nào mình cho luôn, mình không có lấy lại luôn nha. Which one you want to show the result first? TV. You are correct. Ding 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 ding. Yeah. Sofa. Sofa, đúng không? Đúng rồi, sofa. Ok, sofa. Ding 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 ding. My hút mày. Mày hút mùi. Mùi. Do you think it's correct or not? Correct. Correct? Ding 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 ding. Ok. Chưa? Correct. Correct? Vậy là gì? Máy giặt. Máy giặt. Laundry machine này. Laundry. Incorrect. Chưa? Correct. Máy tính. Correct. Laptop là nè. Correct. 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 Rice cooker nè. Bam bam bam. Rồi earphone nè. Gối và rồi pillow nè. Pillow. Table. Đang table. Rồi air fryer nè. Rồi ghế. Ghế. Ok. Ding 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 ding. Sink và sink. What do you choose for sink? Bàn ăn. Bàn ăn. Cái này không phải bàn ăn. Cái này bàn ăn của là dining table nè. Những cái chữ. Laundry, chị ra lúc. Laundry, what do you do? Lavabo, ok. Lavabo, kitchen nè. Sink. Sink. Vacuum. It's correct. Vacuum. Máy hút bụi. Đó, đúng rồi. Ding 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 ding. Chị gào. Máy tính. Chị gào. Cái này không phải bếp ga. Chị gào. Chị gào. Cái này mirror. Tủ đồ. Antenna. Cái này closet nè. Chị gào. Cái này refresh. Tủ lạnh. Refresh. Cái này correct. Cái tủ dày. Đúng rồi các bạn. Ding 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 ding. Shua, nani? Guy. Correct! Yay! Here you go. Thank you. Okay. Is this everything? Now see how much you earn. Nana sing you. 7,000 yên nha các bạn. 7,000 là tầm 1,4 triệu á. Đó, chơi được chút 1,4 triệu rồi. You want to play again? So if you play again, I will remove the correct one. This time you wrong, I will minus 1,000 yên. If you win, you can keep the 1,000 yên. Are you okay with that? Đó, đây tất cả những cái tờ giấy mà Saka đúng rồi nha. Đó, học từ vựng mà chơi học kiểu này chắc học mấy ngày hết tiền luôn các bạn ơi. Đây là những thứ mà Saka đã không đúng nha, vậy cho Saka chơi lại. Nơi cơ. Nơi cơ. Ok, tôi cấp điện. Ok. Nơi cơ. Hurry up, hurry up. Mẹ thay thay. Tôi cấp điện, ok. Thay. Thay. Thay qua đây nhỉ. Thay thay. Thay, ok, ta nghe lại. Thầy nghe ok. Lavabo. 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 Sink. Sink. Ok. Bạn ăn. Bạn ăn. Chú đưa cho này hả? Ok. Tủ đồ. Chú là tủ đồ. Chú là tủ đồ. Chú chưa? Gối. Gối qua cho nhí. Gối qua.
Gối, pillow, ok. Đồng đồng. Đồng hồ nha. Máy tính. Ok, máy tính nha. Bạn An, ok. Tủ lạnh, ok. Hình như chơi lần 2 là dễ quá các bạn ơi. Ok, lò nướng, ok. Và cái máy giặt và gương nha. Okay, which one you want to see the result first? Dining table? Đây có phải là bàn ăn không? Cô đây, dọn đi. So, át đề rù. Ding. Okay. Gương. So, át đề rù. Ding. Nói không đi. So, át đề rù. Ding. Okay. Mia. Give me back xin nhìn, hurry up. Give me back xin nhìn, hurry up. Đi nha. Tủ lạnh. Anh chả, I get woo. Át đề rù. Lovable, okay, correct, yeah. Someone. Give me back some, hurry up. These nuts. Hello. Show me. Gối. Ding. Đây cô này. Đồng hồ. Ding. My thing. You think it's correct? No. Ding. Hi. Yeah. Give me sand. What? Give me sand. Okay. So take me sand. Nande? Because you're correct. Yay! Yeah. Closet locked, isn't it? To do. Okay. Are you scared? Mm-hmm. Are you scared of incorrect? Correct. Ding. Yeah. Okay. Finish. So, what the? Let's see, how much you win? 1,000 yen. Đó, sau 2 vòng thì sẽ cái thắng tuần này nha. 15,000 yen. Đó, 15,000 yen nha bạn. 15,000 yen là tầm 3 triệu tiền Việt đó. Wow, congratulations. Okay. So, I have another game for you. You count from 1. No matter how high you count, I'll pay you that much money. Okay, from 10. 12. Okay, incorrect. Wow, you got that one. Okay. 11. Okay, I'll give you another chance. Okay, you're incorrect. Now, give me back saying because you're incorrect. You want to play? If you don't want to play, I keep you saying it like this and you don't have to play anymore. If you want to play, I'll take you back saying it and you keep playing. Okay, now count from 1 to 10 again. Okay, saying it. Very important, very important. Without this, you cannot get another senen. Senen is in your reach. Senen is in your reach. Hi, Mui. So, yay! Keep going. Hi, Mui Jin. Really important number, eh? Really important number. What is it? Family. So, yay! Keep going. Ding. Ooh, important number again. Family. So, here.
8 10 So, incorrect. Wow. Okay, that's everything you get. Okay. Đó rồi, hôm nay xong rồi. Sẽ có count today. How much you made today? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 nghìn yên các bạn, 21 nghìn yên là tầm 4 triệu 3, gần 4 triệu 3 á. Hôm nay chơi được 4 triệu 3 rồi. Đó, mình còn một số tiền tuần này à. Want to play another game? No. Làm gì? You want to keep the money? Okay. If you can name a country in English, I'll give you 10 yen. English? Sure. Japan? Doesn't count. What? No. 他の 国? Korea. Korea? Okay. 10 yen. China? Here, China. Vietnam? Here. America. America? Here. Canada. Canada. Oh my god. 딱 쳐. 이탈리. 이탈리. 예. English 되죠? So. German. German? Here. Yeah. 아, 아니, 꼭 못 떠 이 녀석 말아. 자, 사이코 노. 그래요? Okay, here. Okay. How you feel today? You feel happy? Yes. 뭔데? I earn money. Đó, đó là toàn bộ tiền của Saka nha các bạn. Mình không có lấy lại đồng nào đâu nha. Đó, ok. Đó là tiền túi của mình luôn á. Đó, và video đến đây cũng hết rồi. Nếu các bạn thích video này thì nhớ nhấn like và subscribe nha. Subscribe nha. Và các bạn nào đang muốn học ngoại ngữ thì nhớ tải app Duolingo ở đây nha. Ok. Bye bye. Push that.